Ok, lại xin chào đến tất cả anh em và các bác đam mê nhé Ngày hôm nay thì uh, shop sẽ lên uh, thanh lý cho anh em Một khẩu súng hơi PCP khí lén giá rẻ uh, Giá của cây này thì uh, hiện tại trên thị trường Và shop đang bán với giá là 4 triệu 800 ngàn Nhưng mà video ngày hôm nay thì uh, sẽ thanh lý cho anh em uh, Một khẩu này với giá là 3 triệu 200 anh em nhé Nghĩa là 3 triệu 200 nên Anh em sẽ sở hữu cho mình một khẩu condo như thế này Để về chơi Đấy duy nhất là có một khẩu để cho anh em về chơi không nhất đấy là 3 triệu hai trăm ngàn thì à, tiện cái video này thì em cũng sẽ lên à, nói với, với tâm sự với anh em đôi lời thì hiện tại là trên thị trường trên kênh youtube có rất nhiều cái đơn vị bán hàng hay là thành phần lừa đảo copy hình ảnh này lấy những cái hình ảnh của shop à, để làm những cái video đăng tải trên kênh của họ để nói không biết là họ bán hàng hay lừa đảo như nào anh em nhé nhưng mà có copy hình ảnh của shop để làm video thì ngày hôm nay sẽ lên nói với anh em một điều là anh em nào mà mua hàng của shop thì vui lòng liên hệ trực tiếp cho shop qua hai số điện thoại này đấy video nào shop cũng nói rất chi rõ ràng cho với anh em rồi là mua bán thì anh em gọi điện trực tiếp cho shop qua hai số điện thoại này hoặc là kết bạn zalo không nhé hoặc là kết bạn zalo cho shop qua hai số điện thoại này hai số này thì đều có zalo để anh em có thể là kết bạn Zalo, bên em sẽ tư vấn cho anh em thêm về cấu hình mẫu mã sản phẩm anh em muốn mua cây tầm bao tiền thì shop sẽ lên cấu hình phù hợp với túi tiền của anh em đấy chứ anh đừng anh em nhìn thấy hình ảnh của shop hay là như thế nào đấy thì bắt đầu là nhắn tin với mua hàng thì uh, mấy hôm vừa rồi có rất nhiều anh khách đã điện liên lạc với shop bảo là mua hàng bên shop xong rồi uh, uh, nhờ bảo hành này kia nhưng mà khi nói đến bảo hành thì bảo là anh mua của đơn vị nào thì bắt đầu mỹ lại chụp ảnh màn hình nặng thì những cái đơn vị đến xin phép này anh em là cái chỗ đấy thì em cũng không không nói đến nhá nhá đấy bởi vì miếng cơm manh áo người ta người ta không biết là lừa đảo hay là bán hàng như thế nào nhưng mà cái đấy chỗ đấy nhá thì anh em lên tìm hiểu thật kỹ đi đấy mua bán thì em lên tìm hiểu thật kỹ trên thị trường có rất nhiều đơn vị bán hàng có chỗ uy tín, có chỗ chất lượng nhưng mà anh em không biết đến. Nhưng mà anh em lại cứ tham rẻ, mua của những cái đơn vị không ra gì. Xong rồi lại đi tìm những cái đơn vị người ta bán uy tín chất lượng ví dụ như bên em để bảo hành thì cái đấy không có gắng cấp nhé. Anh em mua hàng của bên không mua hàng của bên em thì bên em không thể nào bảo hành được. Còn tất cả những anh em đã mua hàng của bên em rồi, về chơi không có có chơi có vấn đề gì thì bên shop luôn luôn là bảo hành cho anh em. Ví dụ về anh em chơi cái cành có thể là không trụ thì em gửi lại, shop sẽ gửi lại cho anh em cái cảnh khác. cái van không ổn định em có thể gửi ra, shop đổi cho anh em cái van khác hoặc là uh, sửa sửa chữa cho anh em. đấy, cái kính cũng vậy. tất cả những phụ kiện thì đều được bảo hành. còn đây thì anh em không mua hàng của shop xong gọi điện đến nhắn tin đến bảo là anh uh, sửa hộ em như là anh ơi uh, cái hình ảnh này phải bên anh không? Ừ thì hình ảnh của xuống ống thì có thể là bên em, bên shop nhưng mà không phải là Zalo số điện thoại của bên em thì bên em không thể là bảo hành được các bác nhá. Từ trước đến nay thì em bán hàng thì đều sử dụng duy nhất hai số điện thoại này. Đây. Hai số điện thoại này chính tên chính chủ của em. Đấy, lên anh em nào mua bán thì cứ gọi điện trực tiếp cho Qua số này nhá. Đấy là về những cái uh, vấn đề mà em muốn muốn nói đến ngày hôm nay. Còn ngày hôm nay thì uh, tiện đây thì cũng thanh lý cho anh em cái khẩu condo này. Thì đây là khẩu côn đô talon cấu hình tầm trung. Thì uh, thanh lý cho anh em với giá là 3 triệu 200 nghìn. Thì uh, ở đây ấy, tất cả đồ phụ kiện thì đều mới tinh cho anh em. Nhưng mà riêng cái cành nhá. Thì em phải nói luôn là cái cành là cành TK cao công. Nhưng mà cành này là cành cũ nha em nhá. Đấy cành cũ. Nhưng mà cái khương của nó thì thật sự là chưa chơi lần nào nhá. Đấy cành cũ. Cành của nó thì là đã bị han. Thứ nhất là phần uh, đuôi chuột này. Và phần... Uh, đầu thoát đấy là không vệ sinh kỹ nó bị han đấy cái đấy thì cái đấy nếu mà anh em nào mà không, không, quan trọng hình thức thì có thể vẫn chơi ok bởi vì cái khung cành chơi vẫn ổn, ổn định nhá cái này thì em vẫn cứ bao cho anh em chơi ở cự ly là 60 m là chuẩn tâm chúng chia sẻ bình thường đấy còn à, cấu hình của cái này thì hiện tại shop đang lắp đây là bình nhôm không chấm ba mươi đế bằng này van cờ kết bản chuẩn công ty wen combo khung có ruột tay cầm gỗ khung là khung vuông tay cầm gỗ sặc à, mua nuôi công cho anh em giảm âm sumo định tâm điện khối cành tê cao công rồi nhá mười khương nhá kính ngắm đích co đi hàng vtg ba trừ chín x bốn mươi ac đấy ai đắc cái này có đèn tâm tất cả những van này bình này kính giảm khung lòng khung cò ruột là mới có mỗi cành là cành là cành cũ thôi cành han thôi nhá còn đâu tất cả phụ kiện là đều mới tinh cho anh em và các bác hết đấy 3 triệu 200 nghìn đồng khẩu này Không có giá rẻ đâu em nhé Tất cả những cái giá trên thị trường em bao luôn là Không có cái đơn vị nào mà có thể là bán ra cho anh em Một cây với giá rẻ như này Đấy Với giá 3 triệu đồng anh em chỉ mua được uh, Ví dụ như là van bình kính các kiểu Những cái đồ vớ vẩn Chứ không thể nào mua được nguyên một khẩu súng như này Đấy cho anh em Thì cái này em cũng nói luôn là Anh em mà mua thì ở miền Bắc Thì là hỗ trợ 300 ngàn cước xe còn anh em ở miền Nam thì hỗ trợ 500 000 cước xe Đấy Là em gửi xe cho anh em Em nhận hàng rồi thanh toán tiền cho xe Cũng nói luôn là anh em miền Bắc thì cọc 300 Em miền Nam là cọc 500 Còn là súng ống thì có rất nhiều cấu hình để cho anh em Đấy Ngày hôm nay thì cũng giáp và trả hàng mấy anh khách đây Đây Đấy thì ngày hôm nay chỉ cũng chỉ tiện quay cái cho anh em thanh lý cho cây này thôi và nói về cái vấn đề là mua bán và giao dịch để tránh tình trạng là anh em mắc những cái thành phần là lừa đảo mới lại mua những cái đơn vị người ta bán lấy số lượng này kia bên em bán hàng cho anh em là bảo hành cho anh em chứ không phải là bán số lượng anh em về chơi không ok cái bán bảo hành bán bằng cái tâm bảo hành cho anh em và anh em chơi ok ổn định rồi giới thiệu anh em bạn bè mua tiếp chứ không phải bán xong là xong các bác nhé đấy nhiều đơn vị bán hàng cho anh em xong là bán xong người ta chặn bố cái zalo vào hay là gọi điện thuê bao này kia tất cả cái số điện thoại anh em gọi điện đây em gọi điện cho bên shop nhá gọi số trên không được thì gọi số dưới không bao giờ chuyện thuê bao đấy có thể là uh, khi mà anh em gọi đến là có thể máy bận này nhưng mà gọi số dưới sẽ có lại người nghe hoặc là gọi số dưới không được thì gọi số trên đấy chứ không bao giờ có chuyện thuê bao hoặc là anh em nhắn tin kết bạn zalo thì cũng sẽ có người trả lời cho anh em chứ không bao giờ có chuyện là chặn số cái này kia các bạn nhá đấy nên là anh em mua bán với bên shop là yên tâm tuyệt đối tất cả được bảo hành cho anh em các bạn nhá đấy và video ngày hôm nay lên thanh lý cho anh em bác khẩu Cô đô TALON này cũng uh, xin hẹn em bác kết thúc đây. Xin chào và hẹn gặp lại các bác ở video sau nhé.